Hello chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em chúng tôi đi bán cá. Tất cả các bạn đến với kênh Lạnh Bánh Phát của mình nhá. Hôm nay anh em mình đi lặn cá các bạn ạ. Lặn được cái con suối nhỏ này. Đây là suối của bản mình các bạn ạ. Nước hôm nay trong trời cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đây, bây giờ anh em mình sẽ đi lặn thử cá xem. Thấy con nào không? Thì cũng thấy luôn đấy. Nước trong nhưng mà không thấy các bạn ạ. Như dưới chân mình có con cá nào. Oh, lặn xuống rồi chắc thấy rồi đấy các bạn. Bây giờ thì có mấy 11 giờ thôi. 11 giờ nhưng mà nhìn lấy cũng lạnh lắm đấy các bạn ạ. Nào, đâu. Ồ, được một con rồi các bạn ạ. Đấy. Đâu, công nhận là lặn giỏi thật thế đấy. Cho một cái giò này. Các bạn ơi, được 2 con rồi. Các bạn ơi, được 2 con rồi. Không thấy à? Tận cái trong này à? Cái mường cũ của các bạn. Mường cũ. Lấy tay bắt đây à? Đâu này vui. Tiền gì? Xin giới thiệu với các bạn, đây là thắng còi. Thắng còi đang lặn cá. Còn đây là bản lạnh bánh của mình nha các bạn. Chở cu li các bạn. Này bao cu li. Rơi xuống à, xuống cái ruộng này rồi các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Không được à? Ôi, lạnh rồi. Để tí lặn tiếp. Không lặn được, phải lặn cá đó đi. Cá được rồi ao. Bắt lại thôi các bạn ạ. Nó chưa kịp bắn đâu cái này. Ui. Đây. Hơi kinh dị một xíu nhưng mà cá này đẹp. Điểm cho vào.
tốt lửa lên. Thử nướng con này xem. Đập trước gỗ sau. Em mới đau lòng. Cháy lên đi, cháy lên đi. Con này cháy đen xì xuống ạ. Chắc nó chín rồi đấy. Toàn lá sâm. Đây, mời các bạn nhá. Thử một miếng cá suối nướng thế nào. Thử một miếng cá suối nhá. Thắng còi bắn chuẩn phết đấy các bạn ạ. Nãy rồi được một con, bây giờ được một con nữa. Bắt lấy một con rồi. Bắn được hai con. Giờ sáng rồi. Chối chối. Không biết là cái cò gì. Đây các bạn ạ, Khoa sắp chuẩn bị xuống bắn cá rồi ấy. Bắt được nhiều nha Khoa nhá. Bắt được rồi. Bắt được cá nha. Không biết có thấy hay không. Thường thường mấy hôm trước anh em mình ra bắn chỗ này nó nhiều lắm, bây giờ cá nhỏ nhỏ nó nhỏ nó đi luôn cho. Xoay mãi mà không thấy ấy. Nặn thế không biết có được hay không bây giờ. Tình hình bây giờ của Khoa là bây giờ lạnh rồi, lên rồi. Xuống không, xuống không bắt được con nào, xong lên không rồi bắt ấy. Chắc bây giờ cũng lạnh lắm rồi. Anh em phải nhóm lửa lên rồi, sưởi ấm. Lạnh không? Thanh niên đấy, người toàn thấy bộ hài cốt đấy, toàn thấy xương. Sống tục máu cái này, con cá nó cái này. Mấy chặt kia. Ôi này, cứ từ từ đi. Tranh nhau ăn một con cá các bạn ạ, này. Con cá ngon quá. Ngon lắm luôn các bạn ạ. Đây thì video của bọn mình đến đây là kết thúc. Hẹn anh em gặp lại vào các video tiếp theo của Lệnh Bánh Phót nha anh em nha. Bye bye.